nhà nhắn là nhẹ nhàng nha. Lỡ cái mũi độc đang là 10 vuông, anh em muốn gắn mũi bự hơn là ok, không vấn đề đó nha. Đó, anh em muốn thích ra ngoài anh em muốn bự hơn là đây. Hey, chào tất cả bạn ha, chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh mình ha. Nay giới thiệu đến tất cả bạn các bạn con máy đục ha, máy đục mộng vuông của Nhật bãi về các bạn. Con này mới dễ sạc luôn nè, quay vệ sinh sạch sẽ rồi chạy ok luôn. Và đặc biệt một điều với con này một khoa luôn nha các bạn. Một khoa 220 và 100V đều được ha. Motor zin luôn nha, không đấu cần đấu gì hết á. Đây, máy đẹp cực kỳ nên mình vệ sinh sơ sơ thôi. Trời ơi, nắng rồi. Nha. Đó. Ha, cái đầu này đầu kẹp ô tô lốc luôn ha. Của Habra nè, đó 13 ly kẹp được mỗi 13 ly nè. Cái lỗ trong 13 ly ha, mỗi kẹp. Máy thì rất là đẹp luôn. Ha. Một pha zin luôn nha các bạn. Máy cao khoảng chừng 1m4, 1m5 các bạn, qua khỏi đầu mình ha. Đây, thông tin của cái motor đây các bạn. Ha. Đây. Single pha này ha, cái cách đấu là 220 thì anh đấu V1 nói với U2 là anh em đấu U1 với V2 là vô điện là ra một pha 200V nha. Đó. Và đặt cái con này thì cái công suất nó chắc khoảng một ngựa các bạn. Đây nó bị chốc cái tem rồi. Ha, không biết sao ai về mà ai quẹt đây á, mình về là mình không thấy rồi. Ha, rất là tức. Nhưng mà cái anh em có thể tra ha, cái ampe nó đây. Ampe nó khoảng 8.7 ha. Nó nếu mà một pha là 8.7 còn ba pha là nó 200V là 4.4 thì nó khoảng hai ngựa anh em. Khoảng ngựa. Khoảng 700W đó chứ không ít nha anh em. Ampe á, anh em kìa coi ampe ha. Motor thì motor Fuji rất là đẹp luôn. Đó. Cái nem led của máy nè. Nha. Nói chung là mình vệ sinh chưa kỹ nữa đó. Này chưa có rửa nước nữa, mình chỉ chùi dầu thôi, lau dầu sơ sơ thôi. Thì con này thì cử kiết đầy đủ ha. Nó bển về đây nó chấm hàng lại chỗ này nè. Đó, chỗ này thì cái này không có quan trọng nha bạn. Ha, không quan trọng gì hết ha. Chỉ đỡ cái miếng gỗ, ví dụ như anh em để miếng gỗ dài quá anh em để đỡ miếng gỗ cho nó đừng có ấy thôi. Ha, chứ không có ảnh hưởng gì mấy. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem. Rồi cầm đi. Cái mũi này. Cái mũi này mũi vuông nha anh em. Sorry anh em có điện thoại luôn à. Alo. Con đó 6 triệu anh. Con đó 6 triệu. Dạ dạ. Ai 185 anh. Ha. Lưỡi nó lưỡi vòng anh ơi. Dạ. Yeah. Rộng nhất là 185. Đúng rồi. Rồi ok. Rồi. Ba đầu hơi em bán rồi anh ơi. Dạ. Rồi rồi. Rồi vậy nha anh. Rồi. Rồi. Rồi ok, mình sẽ test thử, mình sẽ quay, nãy mình quay cho anh em đó. Quay ra và vào rồi, cái đầu cái này là cái kẹp gỗ thôi. Thì cái bề rộng kẹp gỗ này nếu mà anh em có cái ụ này á thì nó khoảng tấc rưỡi, hai tấc, tấc rưỡi à. Còn anh em có thể kéo qua đây được xíu nè. Còn nếu mà bỏ cái ụ này ra thì anh em ai gắn thoải mái ha. Bỏ ụ thì anh em phải lấy gì kẹp hai đầu này. Đó, nha. Ví dụ như anh em mà đục cái cây gỗ bự anh lấy anh em để miếng gỗ lên anh em kẹp hai đầu ha. Rồi sẽ test thử. Máy chạy một pha mình đã đấu 220 rồi ha, zin 22 chạy im đu nha anh em ha. Đây mình sẽ đục thử cho anh em xem. Chung anh em đục rất là nhanh và nhẹ nhàng nha. Lỗ nó cái mũi đục đang là 10 vuông, anh em muốn gắn mũi bự hơn là ok, không vấn đề hết nha. Đó. Rồi anh em muốn mà xích ra ngoài á, anh em muốn bự hơn rồi đây. Ha.
rất nhẹ nhàng nha anh em, rất nhanh luôn đó. Đấy, test sơ cho anh em xem vậy thôi. Rồi ok, anh em nào cần thì nhu cầu thì alo mình ha, giá thì mình sẽ để trên video nha, trên comment video. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt anh em.